Sau nhiều tháng nắng hạn, thành phố Đà Lạt đón cơn mưa lớn vào chiều ngày 31 tháng 3, nhưng kèm theo cả mưa đá ở một số khu vực. Theo đó, cơn mưa lớn chiều ngày 31 tháng 3 kéo dài gần 1 giờ tại thành phố Đà Lạt và nhiều xã của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cơn mưa khá nặng hạt đã giải nhiệt cho Đà Lạt và Lạc Dương sau nhiều tháng khô hạn từ trước Tết Nguyên Đán năm 2024 đến nay. Trong cơn mưa, vài khu vực của thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương cũng ghi nhận xuất hiện mưa đá, hạt nhỏ cỡ bằng hạt đậu nên không gây thiệt hại lớn cho nhà kính và hoa màu. Nhiều tháng qua, nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng nắng hạn nên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hồ, ao trữ nước cũng dần khô hạn, gây ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. Đặc biệt, mực nước hồ Đan Kia, hồ cung cấp nước sinh hoạt chính cho Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương đã xuống rất thấp. Thượng nguồn khô cạn gây nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở hai địa phương này. Theo nhiều người dân, khi có mưa rất mừng vì Đà Lạt đang trong tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới. Các hồ nước trong khu vực đã bắt đầu cạn trơ đáy. Nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng nắng hạn trên diện rộng gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Người dân hy vọng sắp tới sẽ có nhiều cơn mưa vàng cải thiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng như cung cấp nước cho canh tác nông nghiệp.